Con bé sống hai mấy năm ở tại cái địa này. Ôi. Nãy giờ anh em đi kiếm vòng ở mấy khu rồi nhá. Không mãi sau mình nhớ là rồi. Nó hay ở đây này. Ở đây là mấy tên nó tới, nó sở khăn nó tới. Con bé ở đây. Ê, nó kìa, nó kìa. Ui giời. Thư Kỳ. Ngồi đây, ngồi này. Đang ngồi đây. Thư Kỳ. Em có bị sao không? Sao 12 giờ trưa đây? 12 giờ trưa sao đây ngồi? Sao lại khóc rồi? Nè, cho anh hỏi nè. Sao... Ủa, sao mấy em tới đây vậy? Thì bọn anh đi kiếm em nó, ông nhờ bọn anh đi kiếm em nó. Em bỏ đi, em bỏ nhà đi. Anh hỏi nè. Ba ngày rồi. Sao mấy bữa nay đang sống hạnh phúc với Dượng mà tự nhiên bỏ ông đi? Thôi, đừng có nhắc tới ổng nữa, em sợ không nhắc nữa. Là sao, sợ là sao? Cái gì ông? Cái gì vậy? Em khó. Em ra đây ngồi đi. Em ra đây ngồi nè, cho nó sáng. Em làm gì ở đây? Gì đây? Ui. Áo này qua vậy, áo này ghê quá em ơi. Mọi người cẩn thận nhé. Áo này chưa đâu. Đó, ông ngồi, em ngồi đây, ông ngồi cái đó. Ngồi đây nè. Ngồi đây luôn này. Không được, nó sập á. Ngồi đây nè. Kế bên kia. Ngồi đây đi. Rồi anh hỏi chuyện coi. Sao cứ 12 giờ trưa em ra cái kêu. Ui giời. 12 giờ trưa ra đây ngồi là sao? Cái điện tâm linh đó. Nhưng mà tại sao lại trốn là sao? Ban đầu á thì em tưởng đâu mấy ổng được thì em mới ở với ổng. Sao? Em cứ bình tĩnh nha. Cứ bình tĩnh trả lời nhé. Nhưng mà ôi trời ơi, nhắc tới ổng. Ổng như vậy nè, ông cha Dượng là hôm qua anh hỏi là ổng nói rằng là cha Dượng thương em lắm. Xong rồi bây giờ, xong rồi cuối cùng là anh ập vào mấy lần thì bắt bỏ tang là ông cha Dượng này có quen rất là nhiều bà. Cái chuyện đó từ mình hãng nói. Bây giờ mình hỏi cái vấn đề của Thư Kỳ trước đã. Rồi xíu nữa mình mới trình bày với Thư Kỳ sau cái câu chuyện của cha Dượng. Ông làm gì em không? Nhưng mà ông làm gì thì em bỏ ra đây. Thứ nhất là ban đầu là em nài nỉ ổng suốt là ổng hứa với em là cho em đi làm. Mà công việc của em là chỉ làm về đêm thôi, không? Thì ổng hứa, ban đầu ổng hứa được lắm, ổng nói hay lắm. Em đi làm đi, miễn sao là về là được rồi. Cái thì em đi làm được có mấy bữa ổng hành xác em. Ổng nói là rằng là ổng ghen bóng, ghen gió. Ổng nói là tại sao đi làm này kia rồi có đi ngủ với thằng này thằng kia không trời ơi. Ổng bông lông ba la hết trơn á. Rồi ban đầu thì ổng hứa ổng cho em đi làm, em đi làm cho đã, định làm mấy bữa kiếm tiền về. Mà ai về là cũng ghen, có ghen lui. Rồi em cũng không nói gì đi, em cũng nhịn ổng đi. Cái đã gì mệt rồi, tối á ổng còn hành xác em nữa, ổng hành xác nữa. Đáng lý ra ổng nếu thật sự mà ổng thương em á thì em mệt ổng phải để cho em ngủ. Nhưng mà lần này á là em kêu ổng đấm tay bóp tay bóp chân cho em mà em nhức mỏi em cũng không chịu bóp. Rồi phải không? Rồi ổng vẫn còn hành xác, ổng đè, ổng làm ông... ra, ổng làm này làm kia hoài vậy đó. Ổng cứ đòi hoài vậy đó. Bây giờ ổng thú tính lắm, ổng biến thái lắm. Ổng không có được như lúc trước nữa đâu. Nhưng thú tính là sao em? Trời ơi, cứ một lát ha, ổng làm phát, một lát cũng làm phát. Rồi trời ơi, mà mọi khi ha là có 4-5 phát rồi một đêm đó thôi. Bây giờ ha là em đếm còn hơn cái chục phát còn có đó. Mà trong khi đó là em còn phải đi làm. Mà hồi trước á, ổng còn lo cho em ăn. Còn bây giờ đó, ổng thú tính cho đã rồi ha. Có khi ổng bỏ đói em rồi đó. Ông bỏ đói em, ông không cho tiền em xài, cũng không cho em ăn nữa. Mà em đi làm thì ông ghen, em sợ quá nên mẹ em á, kể từ khi bà biết chuyện rồi bà bỏ ông đi, bà bỏ ông đi rồi em ở với ông cùng lắm 2-3 bữa nữa em cũng đi luôn đó. Thưa Thư Kỳ nè, nghe anh nói này, cái câu chuyện giữa em và ông thì anh biết là ghen rồi. Ông cũng nói với bọn anh là em buổi tối này em bỏ ông đi theo trai. Nhưng mà còn một chuyện nữa, ông tố là mẹ con em lấy hết tiền của ông là sao, có đúng không? Thôi lấy em mà lấy hết tiền của ổng, em không có khổ tới mức mà em đi ra nghĩa địa em ngồi gì đâu. Ví dụ như em mà lấy hết tiền của ổng thì em phải đi kiếm phòng trọ hoặc em mướn cái gì đó rằng em ở cho nó khỏe hơn, em đâu phải sống gặp khổ ra nghĩa địa quay lại cuộc sống cũ như vậy. Trời ơi, ổng nói mấy anh cũng tin nữa. Tại vì theo anh biết là không có lửa sao có khói em.
Trời đất ơi. Tại sao ông lại tố em như vậy? Thì đương nhiên là em đi, ổng thù em. Ổng thù em vậy, em bỏ ổng đi, ổng mất đi ổng mất đi bà già em, không có bà già em để bầu bạn với ổng về già, rồi không có em để mà ổng để thỏa mãn ổng. Thì đương nhiên là ổng hận lên, ổng phải nói vậy rồi. Bây giờ trừ khi là phải anh phải là nhắm đầu nhắm đuôi thì phải so sánh hai bên mới biết ai đúng ai sai. Nội anh nhìn cái trước mắt này đi, nếu thật sự em mà lấy tiền của ông đi, em đâu có phải ở một cuộc sống vậy đâu. Đó mấy anh phải động não lên mới suy nghĩ chứ. Em mà có tiền em ở cuộc sống vậy hả? Nhìn mặt ông này thấy gian gian lắm. Mà cái vụ mà ông ấy nói là lấy cái xe của ông nó đúng không? Ai biết đâu. Không biết là ủa nhưng mà em có lấy xe của ông không? Trời ơi, em có biết chạy xe đâu mà lấy xe của ông làm gì? Bị bà kia bà lấy á. Không, nếu mà ông mà nói bé Thư Kỳ lấy xe ông thì mình không tin được, tại vì con bé Thư Kỳ từ trước giờ mình biết là nó đâu biết chạy xe đúng không? Đàng hoàng tử tế lắm, không lấy xe đâu. Còn cái vụ tiền không thì mình không biết được. Trời ơi, bị mấy bà kia bà gian gian bà ăn hết của hết cọc cho đã rồi đổ lỗi cho em mắc cười quá. Em mà lấy của ông em không có cuộc sống vậy đâu. Có khi ông này cũng gặp nhiều người á. Chứ không phải mình con này đâu, mấy con người kia lấy người là ông đó. Tại vì mình gặp con bé này nhiều lần rồi, con bé này nó không lấy đồ của ai hết, nó không ăn cắp đồ đâu. Đó, và là một đêm ông dã rất là nhiều lần như vậy, dã. Con bé này ban ngày nó làm. Bữa trước thấy cái củ lãng của ông ấy to như vậy, chứ con này không chịu nổi. Hồi trước á, ổng hành xác em, ổng còn nấu nướng cho em ăn, ổng còn lo cho em, ổng còn cho tiền em xài. Còn bây giờ đó hả? Là có khi là ổng bỏ phế em mấy bữa cái tuần lễ không cho ổng nấu nướng gì cho em ăn rồi em cũng lấy tiền ra mua mì gói em ăn sống qua buổi rồi đã vậy còn không cho tiền em xài ổng nói chung là bây giờ ổng bỏ phế em lắm, bây giờ ổng tệ lắm, bây giờ ổng tệ lắm, đúng không? Ổng có như lúc trước chứ phải chi mà ổng mà tử tế em đâu bỏ đi vậy đâu. Tại vì lúc mà còn anh đến quay em cuộc sống của em với ông ấy thì còn anh nhìn thấy cái tình cảm mà ông đáp ứng cho em ấy thì rất là tốt. Anh thấy ông ấy nói chung là ông ấy chiều chuộng em rồi hàng ngày thì ăn uống ông nấu cho em ăn rồi rửa chén rồi liếc rồi tắm rửa giặt đồ cho em hết. Mình thấy ông ấy thương em thật lòng. Mình đâu biết ông ấy như ngày hôm nay đâu. Cái lúc đầu ông ấy tốt như vậy để dụ dỗ con này thôi, nhưng sau này ông chơi chán rồi ông bỏ. Cái ông này để mấy bữa anh em mình về gặp lại ông coi như thế nào. Bây giờ em có muốn về với ông ấy, tại vì ông ấy cũng kêu bọn anh đi kiếm em. Thôi, em lại mấy anh một câu nha. Nếu như mà mấy anh mà có gặp mấy ổng á, gặp ổng á thì ổng có hỏi em ở đâu mấy anh rồi đừng có nói nha. Mấy anh mà chỉ ổng là mấy anh hại em đó. Trời ơi, thôi đâu mà mấy anh tin lời ổng. Nếu thật sự em lấy của ổng, em mà có tiền, em có vật chất, em sống sau ha, em đâu có phải sống cuộc sống như vậy đâu. Mấy anh tin ổng làm gì? Thì em có biết là trong mấy ngày trước ổng bắt bọn anh là phải chờ ổng đi đến khách sạn kiếm em không? Đi vòng vòng nguyên ngày đó. Trời ơi. Em biết chuyện đó. Em cuộc sống em làm gì sao hoa có tiền để mà muốn khách sạn chứ vậy? Anh thấy em sống ở đây không? Đó, anh thấy em sống ở đây không? Rồi tối em chỉ đắp mỗi cái áo này nè để mà chữa lạnh thôi đó. Mà anh nghĩ thứ coi người ta chùm một cái mền kín đầu kín đít hả, còn lạnh nữa. Rồi cái áo em nhắm em đắp được bao nhiêu? Đó em ngủ trong đó đó. Còn chưa thấy gì nữa. 12 giờ trưa xem cứ ra nghĩa địa này em ngồi vậy Thư Kỳ. Chứ em ở đây mà hả? Em ở đây em ngủ ở đây mà. Cái mùa này bốc lâu chưa em? Cái mùa này nè. Thấy quần này còn quần áo kìa. Cái mùa này bốc lâu rồi. Thấy còn bộ răng kìa. Thấy còn bộ răng cũng kìa. Ghê quá. Mà anh cũng đang thắc mắc này. Trong mấy ngày hôm nay ấy thì em bỏ đi vậy em lấy gì em sống em ở ngoài này. Thì nói chung á có chỗ để em đặt lưng em nghỉ là được rồi, còn cái công việc em sống qua ngày thì em cũng leo hay kiếm công việc đi làm sống qua ngày mà nói chung là làm bữa được bữa cái nên không có ngày nào. Mà em hình như có duyên với cái nghĩa địa nhỉ? Em ở đây một mình em cũng không thấy sợ, như ví dụ những cái vấn đề tâm linh ấy. Anh nói thật là anh từ tuổi này mà anh rất là sợ ba cái vấn đề ấy nhỉ. Sợ ma, anh nói thẳng là sợ ma. Em có sợ thì có sợ nhưng mà em biết được rồi, tại vì ở trong đây là không có ai nghĩ rằng em sẽ ở trong đây.
nên tự là sống một cuộc sống nó khép kín một tí xíu, rồi từ từ ổn định lại, tìm cách nào mà ổn định lại rồi tính sao. Chứ bây giờ ngoài ở đây ra anh nghĩ em phải sống ở đâu? Vậy tính ra là em ở đây thì hình như là chỉ có nhóm bọn anh biết em ở đây thôi đúng không? Đúng rồi. Hay là giờ anh kêu ông ấy về đây với em nhé? Thôi, làm ơn đi trời ơi. Mà làm sao em sợ ông vậy? Thôi, ổng hành xác em mà còn không để cho em tự do mà ổng lo cho em, không cho em tiền xài, không cho em ăn uống gì hết trơn á. Những cái lần mây mưa em có chiều ổng không? Có, nhưng mà sau này ổng thú tính quá, ổng tệ quá, với lại ổng biến thái quá, ổng không còn được như trước nữa. Nên mới anh có một cái câu hỏi nữa thì em có thể xác nhận cho anh không nhé? Nếu mà em mà xác nhận là đúng ấy, thì là anh tin ông ấy, mà em xác nhận sai thì là bọn anh nghi là ông ấy nổ. Là có cái, mấy cái hôm em bỏ đi ấy, là tối hôm đấy em bỏ đi đúng không, là em sống chung với ông khoe với anh là ông ấy dẫn em ra cái chuồng gà ông làm 12 hiệp, có đúng không? Đúng rồi, cái bắt đầu cái thật á? Đúng rồi, hàng xóm người ta nhìn qua em thấy là có người nhìn lén, nhưng mà em cũng không biết làm sao á, kêu ổng mà mày lại nghĩ đi, tại vì có người nhìn lén kìa, ổng không có tin, ổng nói là em làm bộ nói như vậy lặng cho ổng đừng có làm gì em nữa đó. Đó rồi ổng cứ vậy rồi đó, là kể từ cái lúc đó đi, bắt đầu cái em canh cái em dịu ngọt lại với ổng rồi để cho ổng tin tưởng em muốn đi làm, mà ổng đi ăn nhậu với bạn bè ổng đó, rồi em nhân cơ hội đó em trốn đi luôn đó. Vậy là ông nói chính xác hả mày không? Tính ra ông đâu có nổ đâu nhỉ? Ông này 60 mấy tuổi rồi, U60 rồi mà ông rất là khỏe. Sao nhu cầu ông cao vậy ta? Ông này toàn là thích ông... các cô bé 20, 20 mấy con bé này không à? Em có thể giải thích là sao ông 60 tuổi mà sao nhu cầu ông cao ấy? Cái đó em đâu có biết, cái đó là trong người ổng, sinh lý của ổng, sao em biết được, em đâu phải là ổng đâu. Đó là sức khỏe của ổng mà. Thấy ông ngày nào ông cũng ăn cái gì thịt bò. Ông ăn thịt bò rồi ông ăn đồ, nói chung là đồ bổ dưỡng mà. Suốt ngày bắt tụi ăn mua bia nữa. Ờ đúng rồi. Suốt ngày bắt tụi anh đi mua đồ ăn nữa. Ôi, ông đó cũng không có làm nên chợ trống gì đâu. Tối ngày là nhậu sọc vô vài lon bia vậy á. Còn ông chả có làm nên chợ trống cái lắm gì đâu. Chẳng qua là tiền bạc của cải bây giờ đó là do ba má người nhà ông để cho ông đó. Nói thiệt nha, là ba má ông mà nằm xuống hoặc là có gì xảy ra cái ha, là ông này chả còn gì đâu. Mà anh phải công nhận ông cứ tối ngày ông muốn nhậu gì đó. Mà anh phải công nhận ông nhiều đất thật đúng không? Đúng rồi, trời ơi, đất của ông bà ông nội ông ngoại để lại chứ bản thân ông có cái gì. Mà có phải ban đầu là em thấy ông nhiều đất em nên em mới chịu ổng không? Trời ơi, cái đó phải hỏi mẹ em chứ. Rồi bà ông ở với bà mà rồi bắt đầu cái ông cũng sau này cái ổng thấy em còn trẻ còn ngon ngọt hơn mẹ em đó, thì ổng khen ổng dụ em rồi em cũng nghe lời mật ngọt của ổng rồi lén lén sau lưng đó chứ. Không thì bây giờ em biết được những cái gì cái nhược điểm của ông em kể hết đi. Những cái tội của ông em kể hết cho mọi người biết, tại vì bữa giờ là mọi người cứ suy nghĩ xấu về em không ạ? Toàn nghĩ tốt cho ông ấy, tại vì ông ấy chăm sóc em quá là tốt. Bây giờ những cái chuyện gì em giấu thì em kể hết cho mọi người biết đi. Rồi ha, là còn có ổng biến thái tới mức độ này nè. Sao? Là ha, ví dụ như nhà mình ở đây phải không, ở cái chỗ cổng nhà ổng đó là mấy ông thấy rồi phải không, là có bữa đó ổng ỷ y rằng là tối khuya là không có ai qua lại chỗ đó. Cái bắt đầu á em vô tình em thấy ổng với cái bà nào á, bà đó bà không có trẻ gì hơn em, bà đó cũng sồn sồn cũng gần 40 gì đó, cũng gần 35 đến 45 gì đó. Mà trời ơi, hai ông bà
giật qua giật lại người đó đó. Em cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Cái lúc đó còn mới nha, lúc đó còn ổng còn ở với bà già em nha. Lúc đó là đó có bắt đầu cái em thấy hai ngoài vậy thì là em cũng không kể lại cho bà nghe, mất công bà buồn. Em giấu tới giờ ông biến thái mức độ đó, làm như là trong con người ông thú tính ông biến thái tới cái mức mà làm như ngày nào không có chuyện đó ông chịu không nổi. Ông này cha ông tha trẻ ông thương. Vậy nhưng mà cái lúc mà em phát hiện ra ông là lúc đấy em đã tò te với ông ấy chưa? Thầy cũng có một vài lần rồi chứ phải chưa thì mà em biết ổng vậy chắc em cũng không bá vô rồi. Nhưng mà tại vì lỡ rồi leo lên lưng cọp phải cưỡi cọp luôn chứ biết sao. Anh hỏi thật nhé. Em sống với ông như cái khoảng thời gian như vậy em đã có tình cảm với ông, em có yêu không? Nói chung á là tình nghĩa thì cũng có một chút tình nghĩa chứ gọi là yêu cũng chưa hẳn gọi là yêu đâu. Trời cái hạng mà bại hoại giống như ổng ai mà yêu cho nổi, chẳng làm nên trò trống gì trơn á, còn thú tính biến thái nữa. Tự dưng bà già em bà ngu quá bà đâm đầu vô ông này chứ gặp em dễ gì. Em cũng đâm đầu rồi còn gì nữa. Nhưng mà mày lúc đó thì đã lỡ rồi phải không? Nhưng mày mà tại thấy ổng cũng lo cho em thì thôi. Sẵn mà em chưa có công ăn việc làm gì đó, cũng đang thất nghiệp ở nhà đó, cũng nương tựa vào ổng đó thì thôi thì cũng nhắm mắt đưa chân vậy thôi. Thế còn mà cái vụ mà cây hàng ông bảo là ông cân lên 3 kg có đúng không? Em xác nhận cho anh coi. Ôi, cái hàng của ai mà cân mà con lên 3 kg vậy? Bộ ổng cắt ra rồi ổng bỏ lên cân ổng cân hả? Trời ơi. Ý ông nói là cây hàng ông khủng ấy. Sao cái đấy em bây giờ em nói nè. Mà sao anh đang thắc mắc nè. Sao mỗi lần ăn uống á, ăn xin cái đùi gà mà ông kêu ông để lại cho tao ăn. Ăn cho đủ âm dương là sao em? Cái đó là vấn đề tâm linh đúng không? Ừ, cái đó đó là ông nghĩ rằng á là ông ăn đùi gà rồi bắt đầu cái ông ăn mấy các vật phẩm cái gì mà liên quan tới tâm linh như rắn đồ đó ha. Thì sẽ giúp sinh lý ổng mạnh rồi giúp ổng là khỏe khoắn như trai đôi mươi rồi đó. Rồi bắt đầu cái ổng ăn gì đó nên tử là ai buồn thì chịu cứ ăn nhậu với bạn bè hả. Ổng ăn rắn nè, ổng ăn đùi gà rồi ổng ăn mấy. Có ông ăn gà sống không? Ăn cả lông gà không? Cái đó đó thì em cũng chưa thấy. Ba. Đúng rồi em thấy một lần, hôm nay thấy một lần ông ăn gà sống. Ủa, ăn gà sống hả? Ông uống máu gà sống. Ôi giời ơi, gà sống. Ôi giời ơi, ăn cả lông rồi. Ông ăn cả ba rùa nữa. Nhiều quá. Cái gì ông ăn hết à? Đồ vật là ngu. Đúng rồi, cái gì là ông ăn hết trơn á. Ngay cả thịt mèo cũng còn ăn. Ôi giời ơi. Thảo nào ông vấn đề tâm linh. Có khi nào ông chơi nhảy không? Chơi nhảy thì ông xuống. Tại vì tôi đang thắc mắc trong cái mền của ông ấy. Lúc nào ông cũng là ông không cho tụi tôi vào. Không cho mình vào cái mền á. Mà mỗi lần đêm là ông cứ tới ông lại không biết sao. Cái gì ông, các ông nghĩ U60 làm mười mấy hiệp ấy là đâu, sao chịu nổi. Nghe đâu ông này hồi đó là ông làm cư sĩ, ông có biết một số phép thuật. Tôi nghĩ chắc ông dùng nhảy thì ông mới khỏe. Hên là con bé này chưa dính hay sao? Với lại á là biết sao không, tại con người em cao số đó. Nên em không bị dính bùa ngãi vậy ông chứ mấy bà kia hả? Bà nào mà đụng mà bị ông đụng vô là không ai bỏ ông được hết trơn á. Mà ba bà kia đó không ai bỏ ông được hết trơn á. Do là em một có cái gì đó đặc biệt á nên thử là mấy đúng người thật. Chơi ngãi không vô em nổi á. Bé Thu Kỳ đúng thật, nó nói đúng thật. Em có biết cái chuyện gì không? Gì? Trong mấy ngày nay em bỏ đi em biết chuyện gì ông ở gì? Đây. Gì? Ông có bùa mới đó. Lại tiếp tục là coi như là bùa yêu một mấy bà khác rồi. Nhưng mà có một bà cực xinh nhá, U50 tìm đến tận chỗ cái chỗ em sống với ông luôn. Là đến để kết nối với ông. Nhưng mà là hầu như á là mấy bà cũng không ai bỏ ông được hết trơn á, cứ kiếm hoài vậy đó. Đúng rồi, anh thấy ông này không số đồng á. Tại vì ông thấy có gì đâu. Ôi, ông nhom nhắc có gì đâu. Ông có đẹp trai, ông có gì đâu. Trời ơi, nói chung là toàn là của nãy của ông bà, của ông cha để lại không. Ông có cái gì đâu anh ơi. Ông có cái củ giống tốt. Chẳng làm nên trời cháu hết trơn rồi. Củ từ á. Ủa em? Hả? Suốt ngày ông nói là tao là ông trời. Rồi suốt ngày ông nói là vợ tao là ông trời. Đó là... Ai, ông khùng đó, ông bị bệnh đó đúng không? ông chơi ông mà biến thái giết rồi bắt đầu cái ông hoang thử phải không? Ông dính vô mấy bùa ngải đồ tâm linh đầu giết đó trời ơi. Ông có ngày ông có chuộng đi ngoài đường giờ. Nhưng mà sao em cứ nói ông biến thái, ông làm gì em mà em nói ông biến thái? Trời ơi, ông có gì á hả?
đúng rồi, thôi bỏ qua cái vấn đề ăn ấy đi, giường dễ đi, chứ nó vàng ấy. Bây giờ chúng ta cùng xem tham quan thử cái vấn đề tâm linh này đi. Cái này là cái mộ người ta mới bốc ở Thư Kỳ. Sao nhìn ghê vậy? Em cũng không biết nữa, em cũng mới về đây em ở lại mà chắc là cái lúc mà em đi rồi cái bắt đầu người ta bốc á. Mọi người nhìn thấy cái gì không? Ông dám sờ cái em phải không? Cái ấy kìa. Cái thánh gì kìa? Cái giá. Thế rồi cái bộ răng còn nữa kìa. Mà sao tí em lại cắm ở đây? Ghê vậy. Còn là tí tâm linh thờ đây. Còn cái áo quan ở đây này. Ông bên công giáo nhiều, ông biết thì ông biết cái thánh giá sao để dưới này không? Thánh giá tự nhiên là cắm ở kia mọi người. Thường thường họ để lên trên chứ. Nó sao lại cắm dưới? Bóc xong rồi còn để chút vương vấn âm khí dưới đây. Thở một chút xíu thôi. Thở chút xíu đúng không? Mình chắc không dám xuống đây đâu, nó vẫn còn cái gì lưu lại của người xưa. Ghê nhỉ. Thôi mình cái này giao đi, bỏ qua đi. Cái khác thì còn đứng ra ngoài. Đứng lại cái chòi đi, lại cái chòi nó thử chuyện tiếp. Đi lại cái chòi. Đâu? Rồi bình thường em ở đây rồi, em tắm rửa, tắm giặt ở đâu? Tắm giặt chỗ nào? Mấy cái quán cà phê người ta có chỗ cho tắm. Ngồi ra. Em cũng tắm nhờ người ta. Rồi. Ngồi đây đi. Em cặp của anh Thư Kỳ đâu? Tối em đi. À đó. Thư Kỳ ơi. Thư Kỳ. Hả? Tối em thăm nhang ở đây hả? Có nhiều ông địa vậy. Đúng rồi, mình ở đây mình để xin người ta chứ. Bía thần bài hả? Hả? Em tính xin bía thần bài hả? Thì ở đây có chỗ thì mình thắp nhang thì mình phải thắp cho người ta. Ở đây qua đêm thì đây cũng như ngồi miếu nó vừa bốc tâm linh lắm. Vài hôm mà bên em kiếm thì không cho được và hồn em đã nhớ ra và phát hiện ra là đèn thì nó quay về chỗ cũ nhưng mà đấy mọi người thấy không? Cái chỗ này ngày xưa nó cũng nhiều lần thì tắm giặt thì không nó tàn qua bên kia nó tắm nhờ không à. Nhưng mà ở đây được cái là ở đây có cái chú bảo vệ mộ nghĩa trang á, bảo cũng bảo vệ đêm này, nó cũng chưa thấy thằng nào nó bữa giờ có thằng nào nó tới sờ quần em không? Chỗ này hả? Trời ơi, chỉ có mấy anh biết thôi chứ có ai biết đâu. Ủa em xài cái này cái gì đấy? Kim tiêm à? Ui giời, anh hay là kém? Kém biết hả? Tôi để tưởng thật. Ở đây em ở đây có thằng nào nó nhét cái tổ cha nó vào của em không? Hả? Cái tổ cha là cái gì? Cái gì? Tại sao mà em ở đây có mấy thằng chiếc xe rồi nhiều lắm. Không, bữa giờ em không thấy. Em giấu những cái gì trên này vậy Thư Kỳ? Em đâu có biết đâu. Có rừng rắn nha, có rừng rắn đấy, có rắn đấy. Bọc đen đen này bọc gì đây? Không biết rồi. Rồi ông Chí ra mua đồ ăn thức uống cho con bé này nha. Ông Chí chạy ra đi. Rồi, mua đồ ăn thức uống cho con bé này đi. Chưa ăn đi. Chứ giờ thấy con bé nó đói lắm rồi. Mà em đang thắc mắc là sao em người em nó nay nó nổi nhiều mụn vậy? Em còn không biết nữa, thì phải suy nghĩ nhiều thì nó mới nổi mụn nhiều chứ. Anh thấy cuộc sống của em hiện tại không đẹp sao nổi mà đẹp. Hồi trước á thì còn đẹp được, còn hoàn cảnh như vậy anh nghĩ làm sao mà có thể đẹp được. Nhưng mà thấy tại vì sao nhiều cô bác các khán giả coi á hỏi á, muốn chữa cho em á cho nó hết ngứa đó. Em có đồng ý mọi người khán giả giúp không? Ai mà giúp em được mà em cảm ơn nhiều chứ bây giờ nó nổi em hả? Nè nổi đây cho em nè. À. Nè nổi đây cho. Được rồi. Che này đi. Tức là bây giờ nhưng mà ai cưới ai mà chữa được cho em là em theo người đó đúng không? Thì cũng phải ra trả ơn ta chứ hả? Mà lỡ như là nữ chữa rồi sao rồi theo? Hay đi về cha dựng chữa cho em nhé. Thôi, đừng có nhắc nữa. Ê, mà em nhắc mấy anh, em dặn mấy anh lặp đi lặp lại nha. Tuyệt đối là ông hỏi em là không chỉ chỗ này nha ông. Rồi. Chỗ độc quyền của em đó. Mấy anh biết thôi đó. Mà nếu như mà mấy anh chỉ cho ổng em ở đây một cái là mai mốt em đi ra chỗ khác là mấy anh không bao giờ kiếm được luôn á. Ok. Đừng bao giờ chỉ ổng đây chỗ em, cái chỗ này lỡ như mà em có tiền gì xảy ra có khó khăn gì em còn quay về đây em chữa cháy được đó. Nhưng mà em có muốn kiếm chồng không? Trời ơi. Cái gì mà mấy tỷ á, anh thấy qua em ngồi cà phê với ai mấy tỷ đó. Cái câu chuyện em khai mau. Thế tại sao hôm qua em đi tuyển chồng là sao? Thì cái bữa mà em phải nói sao ta, cái bữa mà em trốn ông cha dượng này em đi đó. Rồi cái em mới
không biết làm gì hết, em cũng không biết đi đâu về đâu. Chán rồi hả? Em mới đi về quê, em mới định về quê là em kiếm cuộc sống, cuộc sống ở dưới lận kiếm gì nhẹ nhẹ làm sống qua ngày, rồi có mấy quán cà phê hay là gì đó, nói chung là cái gì cũng được. Em mới xuống về dưới nương nhà, nương nhờ bà con ở tạm nhà người ta chừng một thời gian ngắn, rồi có làm có tiền rồi tính sau. Nhưng mà em vừa về dưới chưa được bao lâu hết trơn á, thì em nghe có cái đội kết nối yêu thương, rồi bắt đầu cái người ta hướng dẫn cho em là liên hệ với kiếm cái đội đó đó. Rồi người ta sẽ kiếm cho em giúp một người để nương tựa, rồi em mới chạy lên Sài Gòn lại đó. Nhưng mà mấy anh nghe cái gì mà mấy tỷ là sao? Hả? Ý là ai mấy tỷ? Em mấy tỷ hay là người nào lấy mấy tỷ mình quên rồi. Em hồi chưa, em về quê có nghĩa là như vậy nè, là em về dưới là em nương nhờ bà con em là thấy em khổ nên cho em mượn một cái số vốn. Số vốn nhỏ để mà em mở quán, người ta cũng chỉ giúp mọi em một cái phần nào thôi. Rồi do là bà con em đưa cho em cái số vốn không đủ nên em mới đi vay mấy cái tụi đi cho vay nặng lãi đó, là để đắp vô lận hoàn thiện cái quán cà phê. Nhưng em cứ nghĩ rằng có quán cà phê của mình lận mình nương tựa, mình sống qua ngày, có đồng ra đồng vô. Nhưng mà ai về đâu rồi làm ăn nó thất bại, rồi mang thất bại rồi em mới làm buôn bán ế quá, em mới sang quán đi là kiếm được một cái lấy lại được một cái số nhỏ, mới đưa cho nó một cái con số ngắn, là một con số ít, là rồi còn nợ lại cũng nhiều lắm. Nên là bây giờ nè, anh hỏi em là bây giờ nè, bây giờ nó từ vốn lẫn lãi rồi cũng em đã hơn tỷ. Bây giờ ví dụ em tuyển chồng tuyển vợ, ví dụ người đó phải có bao nhiêu tỷ thì em mới chịu cưới hay sao? Nói chung là bao nhiêu tỷ để chịu cưới gì, cái đó là đòi hỏi phải không? Còn cái này là em chỉ cần ai mà giúp em trả giúp được cái số nợ đó, em nguyện em theo là em nguyện em theo người đó làm vợ người đó suốt đời để báo ơn là vậy đó. À, anh đang có một cái thắc mắc này thưa kỳ. Hiện tại thì em đang chung sống với cha dượng, mà bây giờ em lên clip em tìm chồng thì em không sợ cha dượng tìm đến cuồng ghen hả? Nhưng mà ông em đi, không có ở nhà ổng nữa, em đã nói em trốn đi rồi. Nếu như mà mấy anh có tìm được người cho em, đừng có để em gặp trực tiếp người đó để nói chuyện, lỡ như mà em vô tình em gặp người quen sao, phải để cho em nói chuyện điện thoại trước và cảm thấy người đó được thì mới hẹn gặp nhau. Thì vài bữa sau đó người mấy ổng kiếm cho em được một cái người, em cũng nói chuyện qua điện thoại rồi sắp tới đây xuống nhà để gặp mặt nè. Anh chỉ sợ thì em đang với cha dượng chưa rõ ràng mà em lên em tuyển chồng thế. Cha dượng ơi, quá rõ ràng ông rồi. Ông ghen ghê lắm đó. Quá rõ ràng rồi chứ gì mà không rõ ràng. Dù sao ổng đâu phải là chồng em, ổng là cha dượng em mà, đâu phải là chồng em đâu. Ổng còn không chung thủy với mẹ em thì lấy giờ ổng chung thủy với em. Em đã bỏ ổng đi rồi. Em đã cương quyết là em đi kiếm người mới đi làm chỗ dựa rồi. Mấy anh đừng có nhắc tới ổng nữa. Em không có muốn quay về với ổng đâu. Ý là em tuyển chồng mà ông tìm ra được cái địa chỉ chỗ em tuyển chồng là ông vác đồ chơi đến đâu ông kiếm đấy. Anh sợ ông ấy mà ông ghen ghê lắm. Ông này chẳng bỏ rồi, ông mới kiếm người mới. Tại vì không có hôn thú, hai người đâu có hôn thú gì đâu. Đúng rồi. Nên là ông nếu mà ông đụng gì đó bé này là ông sai, không sao hết. Ông mới kiếm người mới rồi chắc. Nhà đây là có một rất là kỳ lạ. Và bây giờ chúng ta cùng đi. Cái khu này, nghĩa địa này cực kỳ là nổi tiếng tâm linh, ma mị như cả nhà. Cực kỳ là ma mị tâm linh luôn. Ở đây có nhiều cái nón của chiến sĩ này. Các chiến sĩ hồi xưa là cũng bị moi lên này. Nhà thấy không? Khu trang nghĩa địa này quá ghê cả nhà. Tầm này 12 giờ trưa nhưng mà cái bé nó kêu tới đây để làm cái gì đây? Thì ba phần là cái ngôi mộ khu này đã bốc hết lên rồi cả nhà. Đó, bốc hết lên rồi. Đấy. Hồi đó em cũng thấy một cái xác ở đây nhưng mà lâu lắm rồi. Bây giờ không biết là còn nữa hay không. Thì cả nhà hãy cùng bấm like, chia sẻ để lại bình luận nhé cả nhà. Quá ghê cả nhà ơi. Đó, thì cả nhà đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để lại bình luận nhé cả nhà. Đó, tụi em quay thực tế ở chuyến đi giúp đỡ những hoàn cảnh ở tại khu vực nghĩa trang nghĩa địa. Đó, cả nhà muốn coi những video về khám phá tâm linh, những vấn đề về thiện nguyện thì cả nhà đừng quên đăng ký kênh nhé cả nhà.
Đó thì bạn ơi, con bác đừng quên mua mật ong ủng hộ em nhé. Mật ong hay là mua vòng trầm để ủng hộ cho em kinh phí để có thể giúp đỡ hoàn cảnh bằng tiền cá nhân nha mọi người. Giúp đỡ tiền hoàn cảnh bằng tiền cá nhân nhé. Đó, để có nghĩa là có kinh phí để đi giúp đời giúp người nha mọi người. Không biết nói gì hơn, bà con cô bác thời gian qua đã ủng hộ Cân rất là nhiều, đã đăng ký subscribe khá là nhiều, trong vòng một tháng thôi mà đã lên được 100.000 người theo dõi, 101.000 người đăng ký rồi nha. Thì không biết nói gì ngoài lời cảm ơn, hy vọng là Cân sẽ sớm phát triển và được mọi người ủng hộ rất nhiều nhé.